ghê quá ta. Càng quăng được gì. Đoạn thầy cắt đâu anh ơi. Ôi. Ôi. Giờ đó mình được cắt. Không nghe gì đâu. Đột, đột chất xuống cắt lại ra sâu sâu lại đi. Dạ. Ôi. Cắt chất ở trong này lại đi. Đột xuống cắt chất ở trong á. Hả? À, chào các bạn nha. Sáng giờ anh em cũng biết qua lầu mới kiếm được ổ ong nha các bạn ơi. Cũng xin chủ nhà gọi rồi. Nhà kêu bắt được bắt đi. Từ đây có ổ ong cái nóc quá trời, biết ổ mà lớn nữa mà lên cái nóc nè. Rồi ổ này bự lắm anh ơi. Lên cái sừng chờ bá lửa này, cái ổ nằm ở trong cái đọt cây tràm. Giờ mình xin chủ nhà giờ mình vô các bạn. Các con đi nhà đi nhà cô. Đường đó đi. Đường này nè, đường này đi đây. Đi đường này ra sao? Bây giờ tăng cũng vô khỉ ra sao. Có chú hay sao thì trời ơi bữa nay mấy con đi ăn thấy ổ ông bự quá chú kìa, nằm với nó kìa. Ủa này là cây bên mình mà. Cái tràm này nè. Cái này nè. Nè, cái đọt này nè. Đây, chào. Dạ. Chào các bạn nha. Ở đây hướng ở đây mình thấy ổ ong rồi nè các bạn. Hồi nãy ở ngoài lộ thì ảnh đeo theo ong thì thấy. Cuối cùng nó phân ra được cái nóc. Đây cũng xinh. Không đâu, nó bay ở trên đâu mà. Với hồi có bắt ông già luôn không? Hồi nó bắt cũng bắt ít ông già, chắc không có ông xuống đâu. Ông này nó bay ở trên đâu mà. Dạ. Đây, cây này cũng mười mấy mét á. Cũng vừa. Có ông già bên cái 90 á, ông dễ đánh không sinh. Dạ. Quen nữa. Yeah. Mình điện ổng kêu ổng ra đây đổi rồi. Trời mấy mày giờ thấy hai tao không già giết lâu tao đâu thấy đâu. Này, mày biết qua chỗ đó sao bỏ ra? Chủ nhà ở đây mà còn không biết ổ ông luôn. Xong á. Nữa hả? Rồi bữa hổm tao với Khánh bằng đêm đốt. Đốt à? Mẹ ơi. Đốt rủi luôn à. Ừ, đốt rủi luôn. Đốt phá mà. Rồi 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 đâu biết thấy không thấy còn hoài nó hốt vòng vòng đây khó nữa mà đâu trên nó lúc trên đó đâu biết nó bịch mình đâu có thấy được. Tính là có ông rùi bên đó kìa. Ông rùi đó ở đó, ở đó nhìn qua thì dễ thấy hơn đó. Quay gần đây được không? Được. Là quay nhánh nhỏ quá sao leo lên được. Leo lên tới đó đoạn hồi nó cắt. Cái này nghề mà tướng nhỏ chút nữa cả 40 kg á được nghề. Chặn hồi tới đó nó phải cắt cắt khúc tới cái chỗ nạn leo lên tới nạn nữa nó bằng đồ chứ đây bằng đồ leo đâu được đâu. Có bóng leo lên không? Dạ không. Ổ bên sông nó hổm nhỏ hơn ổ này, mấy người ta đốt nó 4-5 tầng. Này, tới bữa nay tới ổ rồi các bạn ơi, ổ này cũng mười mấy mét. Tới trên đọt trên này nè các bạn. Cái đó là leo ăn nhiều rồi đó. Cái hơn người mày sao mày xuống lấy được không? Chờ em khỏi lo để tôi làm cho ông coi. Nó bẻ thảy xong rồi nó lội xuống sông luôn, nó nhận nước không? Ông bự bay lên rồi hết hồi hết nó lấy. Thường thường là ta nhận nước là ta túm lại, túm bao túm lại. Già bay ra hết rồi. Đó thảy xuống nhiều lúc có người ta dưới báo nữa. Lúc leo lên động là nó quất rồi chứ. Vậy mà nó hay chứ. Đây giờ vô khỉ chuẩn bị leo lên trình diễn này cho chú coi luôn. Việt Nam nhiều tài quá.
Rồi thấy coi bắt chuột không, cái này coi leo cây ông. Lúc trước tôi quay bắt chuột ở đây không nè. Chuột trời ơi đó dính. Bắt chuột chỗ bãi này bữa mày bắt hình như mày quay rồi mày đi rồi cái gì Khánh nó xỉu phải không? À bữa đầu không có con. Bữa sau. Bữa sau là ông đạp dính chuột cống nhum đó. Đâu vô tới ngồi tới đây nè, vợ đem cây nước ra đường nắng nóng rồi quất cây nước vô. Xỉu luôn. Sốc nhiệt xỉu đồ kêu cái xe cấp cứu vô. Chở ra ngoài là hơi chuyện hết chai vậy. Chai còn có mấy anh bà gì không? Ừ đúng rồi đó. Chắc có thứ này không có thứ kia đâu. Cũng có, nhiều lúc cũng có, nó nằm mấy nách dưới vòng vòng. Không có gì là dễ ăn đâu nha các bạn ơi. Nó ổ này nó có lỗ, nó có hướng, nó, dạ. Nó làm ổ giả, nó làm miệng giả cũng có. Thầy sợ không? Đồ nhánh này cái nhánh kia đó. Hả? Đồ nhánh này đi. Ừ, nhánh đó leo lên được rồi. Cho nó an toàn. Leo lên đó là bằng đồ trên đó luôn đó các bạn. Mười mấy mét á. Mấy thằng bên bảo tồn cũng đi kiếm chuyện này chuyện kia. Mấy người đã bắt cái nghiêm cấm rồi cũng phạt rồi. Nhậu thì đòi thứ dữ không ạ? Nhậu đòi thứ độc không? Rồi thấy con lạ không? Vẫn như thường lệ thì bé khỉ 18 tuổi sẽ bận đồ trên cây luôn các bạn. Bộ đồ muốn bận đồ trên cây. Bận đồ trên cây đâu phải chuyện dễ đâu cái gì. Dạ, nó kinh ngọn đó. Ông đó ông bẻ thì sao mà ông động chứ lên nội cưa đây nó còn động nó bay ra đây ăn con nữa. Mà ông bẻ như đợt lớp cây cũng băng vàng gì đó, lên ông bẻ cái ngọt hết rồi đúng. Sao mà bẻ được không biết thầy nè. Trời ơi ông tổ mẹ gì mà con thấy hả? Có thầy đâu phải thầy nó nói con không biết hôn tính đâu ông mình cô thôi coi hỏi bên chủ nhà người ta nghe. Thế vậy chứ mấy à. Cô nói chỉ cái chàm này là cô nói bên con chứ không phải bên cô rồi. Nãy cô quá cho luôn mà có một cái không biết của ai. Trời ơi, ông này không cho ông mất công đi kiếm người ta kêu. Mấy cái ổ mà nằm trên đọt chàm nó cũng nguy hiểm lắm. Mấy cái nhúm nhúm đọt chàm nó mau khô lắm. Gió gãy. Ừ nó rớt xuống mình không hay mình đi làm cỏ làm đồ. Có con nhiều cái ngứa mình hết trơn à? Sợ người ta đốt mình không hay. Dạ. Chèo giác chưa. Ông Mạch á nãy giờ là rồi mất mẹ rồi. Ông Mạch tôi quá hỏi khổ mẹ mà tôi chắc chưa có mặt quá tôi tốn ngày giữ quà. Vậy. Có mặt. Khi nào mà khi nào bông chàm nở nhiều quá. Ủa ông gì ta lớn rồi. Bằng đồ trên cây luôn. Công nhận luôn á, đi đốt cũng chuyên nghiệp. Chứ mình ở đây mà. Vừa khỉ bắt đầu là tàn hình. Dám mà. Này thôi. Mà cái ổ ông này nó hết nó ngớ. Nó bắt con sống luôn á cô. Ừ. Rủ bạn bè đây. Mấy ông này vẽ này nó mau nhân bày đàn nó lắm. Đúng rồi. Mấy năm trước đâu có đâu. Mới có 2 năm trở lại đây là quá trời. Hồi đó kiếm ổ làm thuốc không ra mà. Có đồ ngày mà. Hồi đó ổ đâu có dữ vậy, nhỏ mà. Mấy ổ này là nhỏ rồi đó. Cấp hổm bắt còn ổ nào nấy. Ngoài sân bóng ngoài hai ổ mày. Sân bóng nào? Sân bóng ngày nào mình đó. Bữa hổm thằng đó nó vô đây nó đi đám ma rồi hỏi hô ông nào biết lấy ổ ông không ra ngoài tôi cho hai ổ. Là sân bóng là có ai ông tắt sân bóng ông tắt hay là anh dân Nam bên kia? Dân Nam á. Dạ nó đóng ở đâu á? Nó ở dưới tháp là dễ lắm nó nói vậy đó. À vậy là chắc ổ với anh Hạnh theo á Hạnh. Ổ hổm nó theo ở chỗ điện máy xanh đó mà chắc mấy ổ đó quá. Chắc đó đó. Sao à thì điện máy xanh kế bên. Dạ. Sân bóng á. Hổm nó kêu mấy ông có rảnh ra ngoài tôi cho. Ừ. Thôi để tôi cầu cứu sư phụ với tôi. Ừ. Thấy bữa nào kêu. Nào kêu Hạnh ra nó lấy được. Mấy ổ dưới đất nó lấy còn lẹ nữa. Như ở đâu nó động động nó kêu vậy.
cái quạt gió quạt hầm lắm trong đó chịu nổi. Vô đó không hầm không ấy. Mình đứng đây thôi là ném khí thôi mà nè. Mình đứng ở đây thôi còn chịu nổi. Đây cũng là cả một quá trình này các bạn. Ngốt mấy cái đồ đó đó, nó mai túi, đồ ngày ta dắt vô túi như mấy thằng đồ thợ điện hả? Thợ điện như mấy thằng đồ mà công an đồ cơ động vậy đó, đồ túi tùm lum hết trơn à. Mò tới đâu là đụng tới đó đó. Thì đồ nó cũng bỏ trong cặp hết rồi. Tùm lum ấy. Đây à, đây. Dạ, nó cũng thử trước nó mới dám bước. Kỹ nó mới lên trên đó kỹ. Ở trong đó vậy nhầm người tưởng dễ ăn chứ trong đó khó xử lý. Giờ đang lên cái nhánh rất là nhỏ. Nó hồi nó phải cưa. Các bạn thấy cái ổ không? Ổ ong cục đen thui bên góc trái màn hình. Hút trên đọt nằm trên đó đâu khó thấy. Ghê quá ta. Càng quằn luôn vậy. Đoạn thì cắt luôn à, Hạnh ơi. Ôi. Ôi. Gà âm hiệu cắt không nghe gì đâu. Đọt đọt chết xuống cắt đại ra sâu sâu lại đi. Gà âm hiệu. Ôi. Cắt chết ở trong này lại đi. Ngay chỗ người á. Đọt xuống cắt chết ở trong á. Ba ơi đúng không? Hả? Sợ cái gút nó giòn á. À, trời giờ cái nhánh nó quằn cái ghê quá rồi. Trời ơi. Nó làm lịch bịch luôn cái trên đầu quá. Ừ. Ngu rồi nè. Không sao thu gần lại được không? Dạ được nè. Thu gần nhìn thấy ông bu đầu nói ốc cục. Này là ít rồi đó, mấy cái ổ kia dữ nữa. Mấy ổ kia. Đu theo ngay cái cờ trời. Nó xuống tới đây rồi đó nghe. Theo nhánh nó xuống. Không, nó không xuống mình đâu. Nó đảo nhộn trên. Rồi nó rớt xuống. Thôi, tao đi vô. Đây là gì làm thế? Cưa bớt cho nó nhẹ cái đọt lại. Nó cưa bớt cái mặt đọt lên này kìa. Chứ không bắt con mà không có tổ tiếng vật. Cây nhỏ quá. Kêu mấy con ở đây coi nè. Bạn coi cự ly. Cũng quảng. Kêu ông à, các bạn xem rất là mạo hiểm luôn các bạn. Tại ở trên cái đọt đó rất là quằn các bạn. Hẳn giờ bắt buộc do cái cây đó nhẹ quá, không có quơ. Sạch rồi bắt ổ luôn các bạn. Xem ông ngu ghê không?
không có chai hồ. Có ai nhìn thấy ông chưa? Quá khứ rồi. Nhìn mà lạnh người luôn ha. Quay ông quay coi nè. Chào ông và chào bá lửa các bạn. Này, giờ khỉ đang xuống. Hết sức cẩn thận trong giai đoạn này. Móc quá. Đây hẳn đang cho ông xuống các bạn. Móc cùng dây trên tay đó. Máng cùng dây vô cái nhánh đó. Rất là kỹ lưỡng ở cái giai đoạn này, sợ nó dập nhộng các bạn ơi. Tại vì cái cây nó nghiêng ra ngoài, ra bên đìa các bạn.
khỉ giờ tụt xuống. Như hồi nãy gớt cây cưa. Gớt cây cưa xuống đây à? Cây cưa gớt xuống đây à? Bỏ vô bị nó ngã ra nó. Nó lộn này nó lộn á. Mò đá lộn liền rồi sao luôn á. Hồi nãy tôi nghe đập lên cái lá dừa nó rớt xuống. Nó rớt chỗ khu vực cái tàu dừa á. Bỏ vô cái bị rồi vậy đó. Đây cuối cùng vô khỉ cũng lấy được ổ ong rồi các bạn ơi. Rớt vòng vòng chỗ gốc dừa đó. Tại nãy nó rớt lên tàu dừa nó rớt xuống. Bỏ vô cái ngã rồi mà trộm ra không kịp. Mò cái mò lưới cưa nữa. Ông bay dèo dèo nhóc chân. Bè nhỏ phải không? Bè nhỏ phải không? Nó vòng vòng khu vực chỗ cây dừa đó. Tại nó rớt lên tàu dừa xong nó mới rớt xuống. Mà nãy thấy nó rớt xuống đìa hay là rớt trên bờ? Vòng cái đâu thấy rớt gì chứ. Vòng cái nó rớt đâu mà. Nó không được không thấy. Báo rồi chứ. Để tôi coi lại khúc cưa này. Bỏ vô cái bị vậy đó. Không chịu lọt xuống nó ngã nghe. Lội đi, lội đi nữa. Này, giờ vô kỹ đi mò cây cưa các bạn ơi. Rồi, cuối cùng dính cây cưa rồi. Khỉ tắm xong luôn rồi. Chịt một ly là đi ngàn dặm nữa không? Ừ. Thấy nó quằn quá, thấy cũng ghê. Ở đại đâu có sao đâu, mắc gì mà lại leo tới ngoài. Mới đánh bự mình chịu không nổi đâu. Nặng thế chứ mình sắp lên nó cực á. Mà dắt ra nước thì thôi. Ra khỏi khu vực đó đi. Đây. Này, thành quả của vô khỉ. Bự quá chứ. Hết biết ẩu. Ồ, ẩu quá sừng luôn kìa, đẹp quá ta. Với sừng ha. Sừng luôn đó. Ẩu nó hình hài như gì nè cả nhà. Đó, đúng rồi đó.
đúng đẹp, sức mồ hôi cho các bạn ơi. Cái này dắt ra nước được à? Nhâm cúng được ha. Ừ. Được. Cái gì ơi, đem xuống bự cái không? Thấy mệt quá xuống tắm nữa. Ừ. Lấy đồ đủ hết chưa? Thành quả tối em chuyện các bạn. Vậy đó mà chủ nhà không thấy ổ ông luôn á. Ổ bà lớn đó mà chủ nhà không thấy đó. Chắc mấy tầng. Quá trời. Ra chụp hình với ổ ông nè. Ra đây. Đi ra đây chụp hình với ổ ông nè. Đây, đây nào ông đẹp quá nè. Đội mượn cái nón lá đội vô luôn. Muốn nghỉ học đi theo chú quay phim luôn. Đây thành quả các bạn ơi. À, chụp hình với chú Hẳn nha. Xe xích vô con. Quá đẹp. Này bắt ông mất cái quần luôn. Mất cái quần luôn. Dạ, con qua đây nè. Con đứng cái chú Hẳn nè, qua đây nè. Quay cái này kìa. Đứng cái đứng ở đây nè, qua đây nè. Đứng cái lỗ đã đi. Nè con đứng ở đây nè, con đứng mấy bả nè. Đứng bên ngồi ông nè. Rồi giờ nó không vô. Rồi vậy nó không vô sát vô, đứng sát vô, không sao đâu. Nè, đứng sát vô đại, đứng tự nhiên đại đi con nè, nhìn chú nè. Đó, hai ba. Quá đẹp. Quá êm luôn các bạn ơi, có ông tới một chuyện. Quần đi đâu? Mặc quần luôn. Ông vậy đó mà không ai thấy chứ. Đó, ông thấy đẹp không? Ở ông đẹp không? Ừ. Mọi người quay bắt con nhâm bự lại đây đó hả? Ừ. Bữa của tối ruộng nội Khánh ông đạp được. Quá đã luôn các bạn. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Nhớ để lại một like nha. Nãy cũng thoát tim. Hoàng là là. Cái cắt xa xa đại đâu có sao đâu. Tôi ở chỗ nghe gì la gùm nó chứ. Ừ. Kêu cắt xa vô đại. Nó công. Thấy nó ngoài đó hiu quá. Cây tràm lúc nó giòn. Cây cây đó nó dễ cứng lắm, cây đó nó sẽ chắc cây lắm. Cái cây lá bự bự á. Cây lá bự á nó mới không chắc cây. Không chắc cây á. Vui cả nhà ơi. Vui thành quả nha. Trời ơi, ký nhộng là hết đá kìa cả nhà ơi. Cái gì chứ nó được cục. À, mấy bánh bánh ngoài, cái bánh dưới còn nữa kìa Hảnh ơi. Vậy còn nhưng mà nó được cái gì vậy không á? Không nuôi cả nhà ơi. Bánh đầu cũng đỡ. Xích cái luôn nè. Nó nhánh này còn muốn chết nữa. Trên cây dừa thua rồi. Nhà bữa trên cây dừa cả nhà đừng điện nữa nha. Dừa là chết luôn. Kỹ lại không nổi đâu. Đấy. Trời số 8. Số 8 luôn. Hình ông địa. Này nó làm hình sắn ốc luôn. Nghiêng lại, nghiêng lại. Ổ đầu tiên các bạn ơi. Như nhổ để sửa kiểu này mình mới khó lấy nhộng rồi chứ. Ừ. Tách ra. Cũng xong lấy nguyên cái bánh đó luôn. Ta thấy chèn rồi. Tỏi từng nắp không ta? Hả? Tỏi từng cái nắp không ta? Ờ. Ừ. Vậy đâu có tỏi từng nắp đây. Nghe nói cái ghé đưa ổng mang về nhà biết gì nè. Nắp này cũng được nè. Nắp này hồi đĩa để gì nè, để mấy tầng trên luôn. Ừ. Được có bánh bánh cả bánh gửi mà chích của Lý Tịnh con gì không
công cái này. Ừ. Công có lý định. Chích cồ gì phải không? Chích cồ. Ở trên này nó cạp hết trơn nè. Cạp, cạp dĩ nhộng hết. Bữa đợt đó bắt chỗ ở đây bắt chúng nè. Quá trời luôn, bắt chắc cỡ trên 100 con. Cái dọn để tưởng ông đem trời ơi, đu đủ đem đồ ra chặt dừa cho uống gì tùm lum vậy. Đã được quá cô và đó cô giáo rồi. Xe lớn, xe lớn kéo vô, kéo vô. Hai chào các bạn nha, bây giờ mấy anh em cũng lấy được nhiều nhộng rồi các bạn ơi. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha, đừng quên đăng ký kênh để xem nhiều clip mới của mấy anh em nha. Này có được cái này đẹp quá mà cho không ai lấy cho các bạn ơi, nhiều cái cũng buồn. Có đợt hổm có nhiều người đòi mua mà không bán. Cái này xếp chắc lại tới chắc còn cái nhánh không quá, nó làm sập lép. Thầy. Thầy ơi. Có lấy cái này về treo chơi không? Có lấy cái này về treo chơi không? Đợt hổm người ta mua mà không bán. Nãy về tỉa cho nó lòi mấy cái tầng ra. Ừ. Kệ đi, về ổng chơi kiểu gì ổng tự tỉa lên ổng. Đẹp lắm á trời. Mấy người kia người ta coi mà người ta đòi. Không có gọi vậy đó. rồi anh cảm ơn nha. Nó để chơi lắm đó trời. Để về treo cho mấy cây này kia đó chơi. Được không? Gửi đây rồi, gửi đây đi. Rồi. Tặng luôn. Thầy Chí anh của thầy Tưởng này á, anh em gì đó. Nhà vậy là nhà ông này của ông thầy nuôi rồi. Ừ. Ông này ở bên kia Ninh Quế. Làm bên phòng giáo dục. Ông này ông tới 1 ký ở nhà. Ông tới 1 ký. Ông tới 1 ký rồi. Được. Đó, đâu có dễ ăn đâu. Tính này bộ tính nuôi gọi được cả ký ngoài cũng được. Ừ, thấy ổ này bự quá mà. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha, chào mấy anh em, hẹn gặp lại cả nhà vui vẻ nha. Và mình cũng xin nhắc một cái phần như thế này, ai có mua ong thì liên hệ với Hạnh, mình sẽ để số điện thoại ở đầu clip. Cũng như là cả nhà mình á, cứ mua ong mua nhộng gì đó thì chuyển khoản trước cả nhà ơi. Tại nói chung thì Hạnh cũng bị nhiều trường hợp, có bây giờ trên mạng rất là nhiều kẻ xấu các bạn. Người ta không phải là bơm hàng mà ta lấy hàng mình luôn các bạn. Ta nhận xong là ta không trả tiền luôn á. Cho nên là rất là khó cho mấy anh em buôn bán đó. Bây giờ không phải chỉ riêng về người ta bán ong nhộng đồ mới bị đâu. Có nhiều mặt hàng khác cũng bị trang đó. Cho nên là mít lần trước đặng lần sau thì cả nhà mình ủng hộ. Thì tại vì mấy anh em cũng có kênh đồ đầy đủ hết trơn, nhà cửa địa chỉ đâu đó hết trơn, đâu phải khơi khơi. Rồi cả nhà mình ủng hộ thì muốn mà mua thì cả nhà mình chuyển khoản cho Hạnh á. Chuyển khoản là có ông rồi cả nhà ơi. Thì ta sẽ đem lại tới nhà thôi chứ không có bậy bạ đâu. Mấy anh em thì bị người ta làm bậy hoài cũng sợ rồi, cho nên bà con mình thông cảm. Cảm ơn cả nhà mình ủng hộ mấy anh em nha. Bye bye cả nhà nha. Bye cả nhà. Hẹn tập tiếp theo. Tập này cũng tót hồi hộp. Làm ghê quá. Mạo hiểm quá à. Ừ, hơi mạo hiểm.